chưa tới nữa. Bởi vì có số khổ, đẹp mà suốt ngày ngồi chờ trai đợi trai tới đi hết mà. Vậy thôi cũng hết hồn. Sao em nhạt nhẽo quá vậy? Thì đó, em ngồi em đợi anh từ sáng giờ. Em đợi mà tới nỗi mặt mày em nhăn nhó xấu xí gì luôn nè. Bây giờ em mới tới, anh đi trễ một tiếng đồng hồ em biết không? Thôi anh tặng em nè, coi như là quà xin lỗi của anh ha. Hết không? Suốt ngày hả cứ lấy quà hả để ra mua chuột người ta không à. Đẹp quá. Anh ơi, hôm nay em có chuyện muốn nói với anh á. Có chuyện muốn nói với anh hả? Em muốn nói với anh là... Nè! Nói cái gì? Hai người làm cái gì vậy hả? Dạ... Hả? Hẹn hò riêng tình tan, tính tan, tính tình tình tan. Anh ơi, anh tin em đi. Cô không cần phải giải thích nữa. Hai người làm như vậy, không mấy hổ thẹn người ta hay sao? Dạ anh ơi, anh tin em đi. Bắt tại trận rồi, giải thích cái gì nữa hả? Trời ơi, ủ công. Anh ơi, anh đừng có manh động anh ơi. Chuyện gì mình để mình từ từ nói, anh đừng có manh động vậy. Tại sao lại phản bội em gái của tôi? Hả? Là sao? À, ủa thì túm ra là nãy giờ là anh chửi ảnh chứ đâu phải chửi em đâu đúng không? Đúng rồi, anh chửi nó. Thôi chửi tiếp đi, chửi tiếp đi. Tại sao lại phản bội em gái tôi? Ủa anh nói cái gì kỳ vậy? Tôi chia tay với em gái anh 2 năm mấy rồi nè. Chia tay cái gì? Xảo trá. Bây giờ con gái này lật mặt ha. Chia tay hả nào? Anh không tin phải không? Dạ anh coi coi. Anh coi xem 2 năm qua tôi có qua nhà anh chơi bao giờ hai không? 2 năm qua có qua... Có mà. Ủa gì tính ra là chia tay thiệt hả? Thiệt. Trời ơi, đi dọn chuyện đó sớm quỷ. Anh hay đi công tác á, anh ở trển á. Ở trển nào? Ở trên máy bay mới xuống, mới đã xuống. Đã xuống rồi à, đi kiếm bạn gái nè. Bạn gái anh hả? Ừ. Bạn gái anh đâu? Nè. Đó. Giỡn hoài, bạn gái tôi đó. Đây. Bạn gái tôi. Thôi đừng có giỡn nữa. Bạn gái tôi. Bây giờ giữa anh dạ. với nó, em chọn ai? Đúng, em chọn ai? Anh với nó. Thôi bây giờ đứng đây mà tao mày, tao nó, tao gì tôi không biết. Bây giờ tôi mệt quá, tôi đi. Chừng nào mà hai ông giải quyết xong rồi tôi quành lại. Tôi kể anh nghe, tình tôi ngày ấy đang yên vui bỗng một mình. Cô ta đành lòng lại bỏ tôi ra đi. Ngày đêm chỉ biết lo cho em tình xây đắp, mong em vui tình trao hết. Để được gì giờ thì trắng tay. Tôi đâu có hơn anh. Nhiều khi đời tôi như thèm uống cho say hết, mong quên đi bao đau thương em gieo trong trái tim. Đời tôi nào biết khi xa hoa nào chẳng dám yêu thêm ai, mong được sống cùng tình yêu với em thôi. Thế anh là muốn sai lầm, chính anh cũng thế mà. Ôi nào ngờ đâu bao năm qua chẳng thua ai, nhưng hôm nay ngậm ngùi thôi ta đành bỏ tay. Cho nên gục ngã là chương trình karaoke tạm dừng tại đây. Chúng ta sẽ chuyển qua tiếp mục chia gia tài. Chia gia tài? Gia tài gì chia? Anh Tú, anh không còn nhớ cái hộp này sao? Anh nhớ rồi. Anh nhớ làm sao? Anh nhớ lúc mình mới yêu. Ừ. Em làm cái hộp này tặng cho anh. Đúng. Rồi hai đứa mình hề nguyện rằng khi nào hai đứa mình kiếm đủ tiền, mỗi ngày bỏ vô 50.000 để 365 ngày, nếu mà đầy cho mình thì hai đứa mình lấy nhau. Anh vẫn còn nhớ sao? Anh Tu. Đây là anh. Đây là em. Ừ. Đây là em này, đừng phải em này. Đây là hai hộp tiền mà chúng tôi đã cùng nhau làm lúc mới yêu. Các bạn ơi, các bạn có thấy xinh không nào? Xinh quá đúng không nè? Ngày hôm nay á, là hai đứa mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách để làm một cái ống đựng tiền thật là xinh xắn như thế này nha. Nào xin mời. Kiểu 1, hộp chú rể. Nguyên liệu cần có: hộp giấy tròn, giấy xốp màu đen, vải nỉ đỏ, hạt kim sa trang trí, bút màu. Cách làm: bước 1, đầu tiên
Khi đã làm sạch những chiếc hộp, ta đo chiều cao của chiếc hộp tròn, sau đó cắt một tấm giấy xốp màu đen cho vừa vặn với kích thước của chiếc hộp. Bước 2, ở hai đầu của tấm giấy xốp hình chữ nhật vừa cắt, ta xếp vào hai góc một hình tam giác vuông có chiều dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 8 và 3 cm tùy thích. Sau đó dùng keo dán hai góc này lại. Bước 3, đặt tấm giấy xốp lên chiếc hộp và dán chúng lại với nhau. Vậy là được một chiếc áo vest rồi. Bước 4, ta tiến hành cắt hai miếng vải nỉ hình chữ nhật như thế này để làm nơ trang trí, rồi dán lên chiếc hộp. Bước 5, ta bắt đầu trang trí cho chiếc hộp bằng hạt kim sa. Bước 6, ta cắt một hoặc là hai miếng xốp đen nhỏ làm túi của áo vest rồi dán lên hai bên. Ta bắt đầu trang trí ở phần mép áo và viền áo bằng bút màu. Vậy là đã hoàn thành chiếc hộp hình chú rể rồi. Kiểu 2, hộp cô dâu. Nguyên liệu, hộp giấy tròn, giấy xốp màu trắng, vải tuyên trắng, hoa, hạt kim sa. Cách làm. Bước 1, cũng tương tự như cách làm hộp tiền chú rể. Với hộp tiền cô dâu, ta đo và cắt mảnh giấy xốp trắng để tạo thành chiếc áo cho cô dâu, rồi cắt ra thành hai mảnh chữ nhật với kích thước lớn nhỏ khác nhau, rồi dán cả hai mảnh xốp lên hộp. Ở mảnh nhỏ hơn, ta vẽ hai đường cong như thế này để làm phần trên áo cô dâu. Bước 2, dùng dây trang trí dán giữa phần giao nhau của hai mảnh giấy xốp để tạo thành phần eo cho cô dâu. Bước 3, ta dùng thêm vải tuyên và hai trang trí để tạo thành chiếc váy bồng bềnh phía dưới. Bước 4, với phần nắp, ta cắt một đoạn vải tuyên dài dán lên mặt trên của nắp để tạo thành lốp cô dâu. Sau đó, dùng bông hoa vải đã chuẩn bị dán lên trên để che khuyết điểm. Bước 5, cuối cùng, ta dùng thêm hạt kim sa trang trí cho phần viền của áo cô dâu. Vậy là xong rồi. Chỉ với những bước đơn giản, chúng ta đã có thể làm ngay hai chiếc hộp đựng tiền xinh xắn và hữu dụng. Vừa có thể đựng tiền, đựng viết hay đựng những thứ linh tinh, những chiếc hộp này chắc chắn sẽ khiến cho chiếc bàn của bạn thêm độc đáo mà chẳng sợ nhàm chán. Thôi, mệt hai người quá. Thôi, vậy là em đồng ý chia cho Tài, em chọn anh phải không? Đó, em chia là để em lấy 34.500 đó, em ra em trả tiền xe ôm. Trời ơi, mà nói nghe nãy đi xe ôm, trời ơi, cái anh xe ôm nó đẹp trai dễ sợ. Anh Kim, trời ơi, bây giờ mới biết là anh Kim nó đẹp trai lắm. Bây giờ em ra em đi em hốt cũng luôn nè, bye bye hai anh nha. Hẹn gặp lại. Chúng ta là hai người đàn ông giống nhau. Anh không muốn nói chuyện với em. Là sao? Là không muốn nói chuyện với nó hay không muốn nói chuyện với em? Anh không muốn nói chuyện với em. Ủa là sao?